Anh em, chào anh em đã đến với video ngày của mình. Chào mình là Medican 639. Thì như thường lệ, xe mới rửa xe xong. Thì sau khi rửa xe thì chuẩn bị ra khách thì mình sẽ đem ra và review cho anh em. Mình sẽ báo giá về những phần mà làm trên một cái con xe chuẩn bị đến ra khách hàng thì nó sẽ tốn những cái chi phí gì ha. Thì cái con này chỉ có làm sơ sơ là dọn lại phu nguyên con, sơn lại dàn áo, dàn chân, tĩnh điện. Cái màu này thì là một trong những cái màu mà hồi xưa thì cũng chơi khá nhiều rồi, nhưng mà không biết tại sao mấy anh em Vespa kêu màu này là màu lạ. Thì cái màu này thì mình không biết gọi là màu gì, thì mình nói nôm na nó là cái màu xám lông chuột ha. Mình xài cái hộp bạc to hộp bạc to hơn tí xíu. Thì cái con này nếu mà ra nắng thì nó sẽ ống lên khá là đẹp. Nó là xám lông chuột, nó hơi ẩn xanh lá tí xíu nha. Nếu mà mấy anh em thấy rõ thì mấy anh em mới thấy được. Cái màu nhìn nó rất là chì, nhìn nó rất là trâu. Nói chung là mỗi người nó có một cái style dọn xe khác nhau. Thì cái style này là cái style giống như mấy anh em mà chơi mấy cái style mà bản nốt mà đen full nguyên con á, thì cái này nó khác tí xíu. Cái này là nó full dàn áo, nó sẽ là màu xám lông chuột, còn cái dàn chân là màu đen bóng. Nếu mà dàn chân màu đen mờ thì nhìn nó sẽ cứng hơn, còn đen bóng thì nhìn nó sẽ bóng bẩy hơn tí xíu, nhìn nó ok. Xe này không có xi ốc, xe này là chỉ có sơn dàn áo là màu xám lông chuột, nhấn vài cái món dàn chân màu đen ha, nhấn vài món dàn chân màu đen bóng, tĩnh điện. Thì full cái xe giống như hình đâu đó cũng khoảng tầm là 4,5 triệu cho một cái con xe Vespa Print hiện trạng giống như hình. Xe này là không có vỗ đồng, không có gì hết, nên là chi phí không có phí phát sinh, thì cứ giống như cũ. Bảo hành thì mình sẽ bảo hành cho anh em 3 năm về chất lượng sản phẩm, bong chóc hay xuống màu mình sẽ làm lại hết, không tốn một chi phí đâu hết. Riêng về phần dàn chân mấy anh em sơn tĩnh điện thì mình sẽ bảo hành cho anh em là chỉ có 6 tháng thôi ha. Mấy anh em lưu ý những cái này đó. Con này thì đã thay một số đồ lặt vặt, giống như là cái hai cái gác chân nè. Cái gác chân thì mình thay gác chân đồ chơi để ngồi dưới đằng sau gác cho nó khỏe. Thì cái bộ gác chân này khoảng tầm 1,3 triệu, 1,4 triệu gì đó. Rồi dàn áo là sơn màu xám lông chuột, dàn chân là sơn màu đen bóng. Kèm theo đó là mình đã nhấn lại 4 cái đèn xi nhan màu khói nè, màu khói hơi ẩn tím tí xíu để cho nó nhấn với lại cái màu xám lông chuột, nhìn cái xe nó trâu hơn. Đúng ra là chủ xe kêu mình sơn thêm cái đèn lái nữa, nhưng mà mình quên anh em, mình quên sơn cái đèn lái. Nhưng mà mình đã dụ chủ xe là lên cái bóng đèn led luôn rồi, lên cái đèn led 2 tầng để mai mốt mình sơn thêm cái màu khói nữa. Mình vừa lời được cái đèn led 2 tầng mà mình vừa lời được thêm sơn lại cái đèn lái nữa. Không, thấy mình khôn không? Khôn, khôn cỡ mình thì dưới quê mấy bạn bắt đầy đúng không? Mấy bạn sẽ nói câu đó gì? Rồi, xe này thì mình đã thay nguyên cái bộ chống nghiêng. Thì
sau khi mà thay cái bộ chống nghiêng xong, lúc mà tháo cái bát của cái bộ chống nghiêng dưới đây á, thì mấy anh em cũng biết rồi, cái xe Vespa Sprint hoặc là LX hoặc là GTS á, là cái phần bụng dưới đây nè nó hay bị đọng nước, nên là nó rất là dễ bị mục, nó bung cái này ra. Phút 90 chủ xe qua đợi lấy xe rồi mình phải tháo cái bát này ra mình hàn lại nữa, chua lè chua lét, mà do đó xe đã sơn xong rồi, hồi trước thì nó chưa có hiện tượng mục. Tới lúc mà thay cái bát vô xong rồi tháo ra, nó rớt bà ra nó luôn, cái miếng mục nó ra. Bởi vậy mình có những vấn đề mình rất là khó nói ha, nhiều vấn đề rất là khó nói, mình không thể nào mà mình biết trước được cái vấn đề nào khi nào mà nó hư, nó không có cho mình một cái triệu chứng gì gọi là lạ lạ hết. Cái nguyên cái bộ chống nghiêng luôn cái bát thì đâu đó khoảng tầm là 350, sơn bốn cái đèn xi nhan màu khói đâu đó cũng khoảng tầm 350 là 7 xị, 7 xị cộng thêm sơn full dàn áo dàn chân 4,5 triệu nữa chạy ra là 5,2 triệu. Cái bộ gác chân thì đâu đó cũng khoảng tầm 1,3-1,4 triệu nữa, là mấy anh em tính ra giúp mình coi, nó ra là thành là 6,000 mấy, gần 7 triệu rồi ha. Vespa, nếu mà Vespa mà dọn con 6-7 triệu thấy nó quá bình thường đúng không? Xe này xe của dân quý tộc, quý sĩ tộc. Rồi còn cái yên, cái yên hồi hôm qua mình quăng đi bọc mình quên mất tiêu rồi, thì cái yên này nó sẽ có hai dạng nha anh em. Một dạng là mình sẽ dập theo cái mẫu 2021 ha, một dạng là mình dập lấy gân theo cái mẫu của 2021, còn một dạng nữa là mình sẽ may da hai tầng luôn, thì cái dạng đó thì mắc tới gấp 3 lần. Cái dạng này thì rẻ, cái dạng kia thì nó tới 1,000,000 mấy, còn cái dạng này chỉ có 500-600 thôi, 400-500 ha. Rồi còn cái kiến thì chủ xe đã có sẵn rồi nên là mình không có cần phải làm gì hết. Rồi về cái chế độ bảo hành thì bên em cũng biết rồi. Con xe này thì cái màu mình cũng khá là ưng ý. Những bạn nào mà quan tâm về Vespa, về tất cả các dòng xe Coaster đang có mặt trên thị trường, hoặc là những cái dòng xe số hay là xe mô tô, xe gì cũng có, các bạn đã lỡ coi cái này, nếu mà có nhu cầu dọn xe hay làm đẹp thì cứ alo cho mình 0354847763 gặp Mr. Ken ha. Còn hai cái số kia, hai số hotline là vợ mình cầm. Ok anh em, chào mừng anh em đã đến với video của mình.